Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo một cái video bài giảng nhé, gọi là presentation video ấy, đơn giản với phần mềm Filmora 12. Thực ra thì với Filmora 12 nó có một cái công cụ là phần mềm quay màn hình. Thì các bạn có thể vừa quay màn hình vừa nói thì cũng được. Tuy nhiên là cái cách đó thì nó sẽ hơi bị hạn chế một tí, bởi vì cái webcam ấy, quay webcam của Filmora thì nó sẽ hơi bị thiếu điều chỉnh ấy, không được linh động lắm. Nên ra là đây là cái cách mà mình, nếu như mà mình tạo bài giảng bằng Filmora 12 ấy, thì mình sẽ tạo theo cách này. Ok, trước tiên ấy là các bạn sẽ phải tạo ra cái bài giảng của các bạn nhé. Các bạn có thể dùng PowerPoint như thế này cũng được. Ví dụ ở đây mình tạo một cái bài giảng PowerPoint gồm có mấy slide, ví dụ thôi, chứ mình cũng chưa tạo cái này. Ở đây bạn tất nhiên là bạn thiết kế các thứ ok hết nhé. Thì sau khi các bạn chuẩn bị xong cái slide bài giảng rồi ấy, thì các bạn sẽ chuyển tất cả các cái slide này thành dạng ảnh nhé. Ở trong PowerPoint rất đơn giản, các bạn ấn vào file này, các bạn chọn là Save As nhé. Sau các bạn chọn This PC, máy tính này ấy. Đấy, kích đúp vào. Sau bạn chọn là Desktop, ví dụ bạn muốn lưu nó ra ngoài Desktop chẳng hạn. Mình sẽ lưu vào cái bài giảng 1 này nhé, bạn kích đúp vào. Sau bạn chọn tiếp ở phần format này nhé, tức là phần file này, save as time này. Bạn chọn vào đây và bạn chọn là PNG nhé, PNG. Các bạn chọn save thì nó sẽ, PowerPoint nó sẽ lưu tất cả các cái slide đấy thành dạng ảnh. Các bạn nhấn vào all slide. All slide là tất cả các slide nhé. Ok, sau khi các bạn lưu xong thì nó sẽ ở trong cái mục này, gọi là mục bài giảng nhé. Để mình mở lại cho các bạn xem trước cho nó chuẩn. Đây, bài giảng 1, nghề YouTube. Đó, trong cái nghề YouTube này nó có này, slide 1, slide 2. Thì bạn sẽ đưa tất cả cái slide này vào trong Filmora nhé. Ví dụ ở đây mình có một cái video ví dụ này. Video ví dụ này thì có cái video này. Video này thì mình quay bằng Filmora luôn, bằng cái chức năng gọi là quay video này, quay video record này, record from webcam nhé. Mình có cái webcam mình bật lên, thế là Filmora cho mình quay. Thì mình có một cái video giới thiệu, ví dụ mình muốn giới thiệu thì đoạn đầu ấy mình sẽ để cái video ở đây. Là một, cái thứ hai nữa ở đây là các cái slide ảnh nhé. Các cái ảnh đấy mình đưa vào đây. Ở dưới này mình sẽ có một cái ảnh nền, tức là có một cái để làm nền ấy. Thực ra thì để đen được hoặc là để một cái nền này cũng được. Nền thì các bạn có thể chọn được cái nền nào cho đẹp. Ở dưới này thì sẽ có file nhạc nếu mà bạn thích. Ok, ví dụ từ đầu, bạn làm từ đầu thì sau khi bạn có các cái ảnh PowerPoint rồi, đầu tiên ấy là bạn sẽ tạo cái nền. Để tạo cái nền ở trong Filmora 12, bạn đi vào phần này nhé, phần Stock Media. Trong cái Stock Media này thì bạn chọn tiếp phần Solid Color này. Solid Color là màu một màu ấy, hoặc là Gradient. Gradient Color. Đấy, Gradient Color ở đây cũng có nhiều cái hay. Ví dụ mình muốn làm cái này đi, Sample Color Gradient này đi. Mình sẽ kéo, mình thả nó xuống ở track đầu tiên, tức là track số 1 ở trên timeline. Đúng không? Xong mình kéo dài ra. Tại vì cái này nó là cái nền mà. Cái nền thì bạn có thể khóa nó lại cũng được. Để đây thôi, ok, kệ nó, có cái nền đây thôi. Thứ hai nữa là đến các cái ảnh nhé. Ví dụ mình nói về vấn đề đầu tiên là mình sẽ nói về làm nào để trở thành YouTuber. Mình kéo cái ảnh xuống đây. Mình... mở rộng nó ra. Tại vì mình sẽ nói một đoạn khoảng bao nhiêu giây đấy, giới thiệu đấy. Sau đó mình sẽ nhấn vào cửa sổ preview, mình thu nhỏ cái ảnh này lại. Mình đặt nó ở đây. Đặt nó ở bên trái này nhá. Tại vì là mình sẽ để cái camera webcam của mình ở bên phải này, đâm ra mình sẽ đặt cái ảnh này nó ở bên trái này. Mình thích thêm viền thì thêm cũng được, nhưng mà mình không cần thiết thì thôi kệ nó. Ok, có cái ảnh thứ nhất. Bây giờ việc tiếp theo của các bạn rất đơn giản. Các bạn đưa cái webcam mà các bạn quay nhé, hoặc là cái video bạn quay xuống. Ví dụ cái này nó bằng tiếng Anh, nhưng mà thôi kệ, các bạn cứ nghe nhé. Ví dụ guys, welcome to another video. Ví dụ đấy là mình nói là làm nào để trở thành YouTuber chẳng hạn, đúng không? Bây giờ cái đoạn này, đoạn intro, mình muốn show cái ảnh này ra. Thì bây giờ mình sẽ thêm keyframe cho cái video này bằng cách là mình nhấn vào nút này nhé. Nhấn nút này để thêm keyframe nhé. Ấn vào đây thêm keyframe. Sau mình di chuyển kim thời gian lên một đoạn, chắc là khoảng tầm 10 frame. Sau mình nhấn vào cái video ở trên màn hình, mình thu bé nó lại để keyframe nó ấy. Đây, để ở đây. Đấy, coi là bài giảng. Để sát vào mép này nhé. Nếu bạn nào thích thì bạn có thể để ở góc này cũng được. Nhưng mà thôi mình thì mình cứ để ngang thế. Còn tại vì cái keyframe thì nó linh hoạt đấy, các bạn làm nào cũng được. Đây, ví dụ như này. How to become a YouTuber or how to grow a YouTube channel. Đơn giản đúng không? Đây là làm nào để trở thành YouTuber. Ok. Sau đấy là nếu như mà bạn nói hết cái slide 1 rồi ấy, bạn muốn chuyển slide ấy, thì bạn có thể kéo cái ảnh này cho nó ngắn lại, hết slide, quay trở lại cái ảnh khác. Ví dụ mình đưa đây cái ảnh này. Ảnh thứ hai, đúng không? Đây là mục thứ hai.
và mình cũng kéo dài một đoạn. Ví dụ mình nói dài bao nhiêu ấy thì mình sẽ làm dài bấy nhiêu. Sau đó mình sẽ phải copy hiệu ứng ở cái ảnh 1 để sang cái ảnh 2, bởi vì bây giờ cái ảnh 2 nó lại tràn màn hình nhá. Thì mình sẽ kích chuột phải vào đây. Mình chọn copy effect và mình kích chuột phải vào cái ảnh tiếp theo. Chọn paste effect. Bây giờ nói nhanh còn nó líu cả lưỡi. Ok. Và nếu như bạn muốn thêm chuyển cảnh giữa hai cái ảnh đấy thì bạn vào tiếp phần transition. À, mình thì mình chọn cái này nhá, polka dot này, các bạn chọn cái nào cũng được. Kích vào đây. Ok, thế là xong. Alright, so this is a sample presentation that I want to. Rất là đơn giản. Thế còn lại những cái slide sau ấy thì các bạn cứ thêm vào thôi. Còn cái dùng cái phương pháp này nó rất là tiện nhá. Ví dụ bạn thấy nói sai chỗ nào chẳng hạn, ví dụ bạn nói sai ở đây nhá, thì bạn chỉ việc là cắt cái này đi. Đó, ví dụ bạn cắt cái đoạn nói sai đi. Cắt đi, bạn xóa này đi. Đó, thế là vẫn nói này thôi, bạn dừng nói ở đâu được. Còn nếu như khi nào mà bạn muốn cái video của bạn về tràn màn hình ấy, ví dụ hết slide rồi, hết bài giảng rồi ấy, thì bạn thêm cho nó một cái keyframe, thêm một cái keyframe nữa ở chỗ này. Sau đó bạn ấn vào nút này, reset. Reset tức là để trả lại cái keyframe ban đầu ấy. Reset cả cái position này nữa. Đó, ra phần outro như này. Ok, đấy là đơn giản thôi. Đấy là làm nào để tạo video bài giảng. Bạn thích thêm hiệu ứng sound effect hoặc là thêm nhạc nền thì bạn thêm vào đây. Ok, rất là đơn giản. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Filmora thì các bạn có thể hỏi mình ở bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Nếu như bạn nào muốn mua Filmora thì nhớ dùng mã giảm giá của mình hoặc là nhờ mình mua hộ để tiết kiệm tiền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.